thói quen giúp da bạn mịn màng như tuổi 18. Hãy nhấn vào màn hình 2 lần để chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bạn sẽ thấy thay đổi rõ rệt trước và sau khi duy trì 5 thói quen này. Thứ nhất, tâm trạng luôn luôn vui vẻ. Khi mới nhận lương, chúng ta nên đi shopping hay thử ăn một món ăn đơn giản, hay cũng chỉ là nhâm nhi một tách cà phê vào cuối tuần. Nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có một năng lượng rất tốt và một tinh thần thoải mái. Chính vì vậy, hãy cố gắng duy trì một tâm thế vui vẻ, tích cực. Điều này nó cũng góp phần ổn định nội tiết tố bên trong cơ thể, từ đó cũng giúp cho da dẻ chúng ta luôn trắng sáng và mịn màng hơn. Thứ hai đó là giấc ngủ. Hãy nhớ là hãy ngủ, đi ngủ trước 11 giờ đêm. Cố gắng sắp xếp công việc để làm sao có thể lên giường ngủ trước 11 giờ với một tâm trạng, tư thế thoải mái, thư giãn. Thứ ba là cân bằng dinh dưỡng, bổ sung các thực phẩm như là thịt, cá, trứng, sữa và giảm bớt khẩu phần tinh bột trong các bữa ăn như cơm, bún, phở hay bánh mì. Thứ tư đó là vận động. Một ngày ít nhất bạn nên đi từ 6.000 cho đến 8.000 bước mới có thể được coi như là đã vận động, hoặc có thể một tuần chúng ta nên tham gia từ 2 đến 3 buổi thể thao. Thứ năm đó là chống nắng. Cần có sự kết hợp giữa chống nắng vật lý như che ô, mặc áo chống nắng và bôi kem chống nắng thường xuyên đúng liều lượng. Duy trì 5 thói quen này trong vòng 1 tháng, bạn sẽ thấy làn da của bạn có rất nhiều thay đổi bất ngờ. Hãy follow kênh Dược sĩ Thương Hương Vượng để biết cách làm đẹp từ gốc nhé!